Rồi, good morning quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất sáng ngày 21 tháng 4 2017. Và đây là cảnh người thân đón bà con, gia đình ở nước ngoài về, cũng như là các tour guide, hướng dẫn viên đang đón các đoàn khách quốc tế xuống phi trường Tân Sơn Nhất về thăm Sài Gòn du lịch tới gì. À, đây là toàn cảnh của cái cảnh người ta đang ngồi chờ đón nè. Và trên màn hình thì sẽ ghi các chuyến bay đến, cái gì thấy International Arrivals. À, có chuyến từ Thượng Hải, Quảng Châu, Paris, Bangkok, Singapore, Phnom Penh, Kuala Lumpur, Malaysia ấy. Tây Bay, Beijing, Bắc Kinh, quý vị, Hồng Kông, đó rất là nhiều, Cao Hùng, đó quý vị thấy trên màn hình đó. Và đây cảnh người ta xuống phi trường nè, đẩy hành lý ra đó. Bây giờ buổi sáng chuyến bay ít nên là người thân không có nhiều quý vị ha. Đó, thì trong thời gian chờ thì ở đây có cà phê, có bán thức ăn nhanh, có các quầy nữa gì. Đây là toàn cảnh không gian Bắc Kinh, bãi xe bên ngoài đón khách nè. Đó, quay cho quý vị xem ha. Với xứ nhiệt đới gì, sân bay trồng rất nhiều cây cao và nắng gió ngập tràn, đó là cái cảm giác đầu tiên khi quý vị về với Sài Gòn, nhất là mùa hè sẽ có những đợt mưa rào. Đó là một xứ nhiệt đới, mấy mươi năm rồi quý vị chưa về ha. Rồi thì mình sẽ lên lầu 1 khu vực chờ và đón khách nè. Đi theo mũi tên này cái gì. Có hai chỗ đi, là đi bằng cầu thang máy hoặc là đi bằng cầu thang cuốn. Thôi hãy đi cầu thang cuốn cho quay cái cảnh nó đẹp hơn, đi thang máy vô trong đó không có thấy gì trơn ha. Ok. Đang đi lên tầng 1 nữa gì. Cầu thang cuốn chỉ cho lên thôi, đi xuống là phải đi bộ. Rồi, đây toàn cảnh cái tầng 1 phòng chờ. Ở đây nhìn xuống nè cái gì. Wow. Đấy, người ta đi qua đi lại đón người thân nè. Đó, cái khu nãy mình vừa quay qua đó. Đó, và đây là khu tầng đón nè. Sáng hôm nay vắng đó ha. Ở đây có mấy cái shop bán và lưu niệm giấy khác, bây giờ chắc còn sớm, chúng ta chưa có mở cửa hết à. Mùa này không có cao điểm nên là nó quá im ắng cái gì ha. Hôm Tết đông dữ lắm.
Đây là khu vực căng tin, đây ăn uống ngồi chờ người thân, nhìn xuống phía dưới này. Đây sáng hôm nay vắng ha. Đó, nhìn thấy rõ mấy cái băng chuyền á để đưa hành lý ra đó. Ở đây người ta đi ra nè. Đó, sau khi quý vị đáp xuống phi trường thì